hương ước nghe ngóng tiếng. Còn hai bên có hai vị là phó tế, thì vị chánh tế và hai vị phó tế sẽ cùng thực hiện nghi thức bái, và họ sẽ có ba bước để mà có thể gọi là bái, rồi sau đó thì đứng lên gọi là bái rồi hưng, tức là họ làm như vậy ba lần để lại lúc đó mới thành lễ. Và sau khi mà đã dâng hương rồi thì tiếp tục nữa là chúng ta có nghi thức rồi dâng rượu và cũng như là dâng bánh. Chúc tử có nghĩa là bắt đầu rót rượu ra trong các chén để dâng lên trên bàn thờ, kính thưa quý vị. Dân tửu tức là dân rượu và dân đèn thì họ sẽ thực hiện cái nghi thức bái lần thứ hai. Rồi quý vị thấy là các vị trong ban tế lễ đã thực hiện nghi thức này rất là nhiều lần hàng năm, và họ đều luôn thể hiện cái lòng thành kính và cố gắng để cho những nghi thức này càng nhất có thể, để chúng ta cùng nhau nhớ lại nét văn hóa Việt và đặc biệt là nét văn hóa truyền thống Việt Nam của chúng ta, tức là nhớ đến các bậc tổ tiên, thờ ông bà, cha mẹ, đặc biệt là những bậc tiền nhân, những người đã có công với lại đất nước thì đều luôn được tưởng nhớ. Và đây là nghi thức mà có thể nói rằng là rất là đặc biệt mà cộng đồng người Việt của chúng ta vẫn đang cố gắng gìn giữ, và đến bây giờ gọi là đọc chúc. Đọc chúc tức là bài điếu văn để mà ca ngợi công đức của tiền nhân, và cũng như là để dâng lên cái lời nguyện của con cháu như thế nào được các bậc tiền nhân, thì cái đó gọi là điếu văn.
và khi mà đọc cái bài vũ văn ấy thì người ta văn gọi là đọc thần là tại vì bài niệm ngày xưa đó được viết trên lá lá trúc lần được người ghép bằng bởi cái nang trúc lại với nhau rồi người ta viết lên đó và đọc, cho nên cái đó gọi là trúc. Thì bây giờ hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2024 tại tưởng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Washington, quận Orange, tiểu bang California, hộp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhớ ngày quốc hận lần thứ 49, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tề tựu về đây thiết bày hương án. Đứng trước bàn thờ dân nén hương thơm cái cuối lạy chư vị tiên linh khấn rằng: nhớ linh xưa rừng sâu dấu dày hằn đẫm mặt buồn, quyển cả tàu chiến rẽ đôi sóng bạc, theo bước tiền ngân ngang dọc Bình Ngô nối gót tiên liệt vẫy vùng sát giác, vì tự do mà rong ruổi từ gian, bởi chính nghĩa quyết xông pha giết giặc, quên sao được cổ thành Quảng Trị đuổi bọn hung tàn, ấp bắt u binh giết loài kình nha, anh dũng Bình Long quân sự chói ngời, kiên cường an lộc nhân tâm ghi khắc, ngắm mùi thay tết mậu thân bao bồ chôn tập thể hè đỏ lửa một đại lộ kinh hoàng, bao xác người vô tội nằm ngổn ngang 30 tháng 4 năm 75 sang ngày Giang Sơn rơi vào tay Việt Cộng, khiến bao người phải sống cảnh lưu vong thân, thương thay biết bao nỗi đoạn trường, hồn vọng quốc mãi ghi vào sử sách, cứ mỗi tháng tư về trên đất khách, người Việt Nam tị nạn khắp năm châu, điều nắng đeo thương kính cẩn cúi đầu để tưởng nhớ những anh hùng dân tộc, cùng với quân dân cán chính các cấp của miền Nam vĩ quốc vong thân. Hôm nay đây đã 49 năm ngày mất nước, cũng là ngày quý nhập các chư linh, chúng tôi đứng trước bàn thờ tổ quốc dâng hương nguyện cầu hồn thiên chiến sĩ cúi lạy khẩn xin linh khí để huynh, ngưỡng mong linh khí để huynh hồn thiên tử sĩ phù hộ độ trì dân tộc Việt Nam, phá tan ác bá quật ngã độc tài, giành độc lập chủ quyền cho đất nước
đem tự do nhân quyền cho dân tộc. Khẩn cáo cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali kính cần và sau khi đã đọc chúc xong rồi, đã đọc bài điếu văn xong thì cái gọi là bài điếu văn ấy, bài chúc ấy sẽ được đưa lên trên bàn thờ, được gọi là hồi chúc, tức là lấy cái bài điếu văn ấy đặt lại lên trên bàn thờ và tiếp tục bàn tế lễ lại bái thêm một lần nữa để có thể hoàn đảm nghi thức trong lễ tế ngày hôm nay. Hương bình an điểm ca. Và tiếp đến nữa đó là nghi thức điểm trà, tức là dùng cái trà đó thưa quý vị, bắt đầu là bỏ vào trong những cái ly nhỏ để mà tiếp tục dâng lên trên bàn thờ. Đây là cái bước đầu tiên là chúng ta dâng rượu và sau đó thì còn có trà nữa. Và bây giờ là rót trà bỏ ra thưa quý vị. Và sau khi đã rót trà thì ban lễ tế lại tiếp tục bái lại thêm một lần nữa. Hương bình thăng phần chốt lễ tắc. Và bây giờ là lễ đã xong, kính thưa quý vị. Và quý vị có thể thấy là tất cả quý vị đã tạ lễ để mà hoàn thành cái chương trình trong ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đặc biệt dâng lên nghi thức niệm hương này để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas và băng tần 2035 trên Direct TV. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt trong ngày 30 tháng 4 để cùng với lễ quý đồng hương của chúng ta khắp nơi có một buổi lễ tưởng niệm thật đặc biệt ngay tại Tượng Đức Thánh Trần. Và bên cạnh chúng tôi là ông Phan Tấn Ngư cũng như ông Phan Kỳ Nhân, là những người đấu tranh trong cộng đồng của chúng ta trong Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay Sai. Có lẽ là những người trước tưởng niệm 30 tháng 4, có những người nói đã qua lâu lắm rồi, gần 50 năm rồi. Tại sao chúng ta lại cứ phải tổ chức một ngày lễ như thế này? Tại vì nó quá đau buồn và cũng chúng ta cũng đã gọi là đã có một đời sống khác rồi, nó đã gọi là người ta cảm giác như nó xưa lắm rồi. Tại sao chúng ta lại phải làm này? Và điều này nó quan trọng như thế nào cho thế hệ con cháu của chúng ta? Xin sống bao ngàn ngư ở miền Trung vừa qua Tết Mậu Thân và rồi từ pháo kích đến các trường học vân vân, nói về tội ác cộng sản không bút mực nào tả xiết. Do đó chúng tôi trưng bày lên bức tường đen là dùng mục đích nhắc nhở mọi người, dù thời gian có kéo dài bao lâu, chúng ta đừng quên về tội ác cộng sản, và tội ác cộng sản sẽ đi vào lịch sử để cho toàn dân thấy, cho thế hệ nối tiếp thấy rằng đối với chế độ cộng sản là một chế độ bảo quyền ác độc. Chúng ta hình dung sau khi chiếm được miền Nam, chúng ta tưởng tượng như những người miền Bắc không phải là Việt Nam, là một dân tộc nào đâu xa lạ đối với Việt Nam, nhưng mà việc hành xử của họ, nhất là lời tuyên bố của Đỗ Mười, thấy rõ là cái bản chất của chế độ cộng sản. Chiếm được miền Nam, chúng ta tịch thu tất cả tài sản của miền Nam, và vợ nó chúng ta lấy, con nó chúng ta đại hại, chúng nó chúng ta đưa vào các trại tập trung ở rừng thiêng nước độc để chết dần chết mòn.
từ lời tuyên bố của tên chất bu Đỗ Mười mà đàn em thẳng tay bóc lột miền Nam. Do đó, sau khi chiếm được miền Nam, tất cả tài sản của miền Nam đều được đưa vào miền Bắc để cho dân miền Nam đói khát, phải ăn bo bo, phải ăn bắp, phải ăn gạo mốc, gạo thiêu, gạo hư hỏng. Đó là như thế nào? Thành ra, tóm lại, chúng ta không bao giờ được phép quên. Không bao giờ quên được. Dù thời gian có kéo cả trăm năm, chúng ta cũng không quên. Chúng ta qua đi, chúng ta phải truyền lại cho con cháu biết để tiếp tục con đường đấu tranh của chúng ta. Cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú Ngương, thì khoảng ngày 30 tháng 4, lúc đó chú đang ở đâu? Và chú có thể cho quý khán giả được biết lúc đó tình hình của chúng ta ngày 30 tháng 4, Việt Nam lúc đó đang loạn như thế nào thưa chú? Chú đang ở Bộ Chỉ huy Cảnh sát Tây Ninh. Và sau cái buổi sáng đó thì tôi được biết rằng cái tình hình ở Sài Gòn nó lộn xộn rồi. Một số họ cứ đến ngay bộ cái văn phòng của tôi để hỏi vấn đề. Thì tôi nói rằng khi ngay lúc đó thì cái lệnh đầu hàng riêng mình lại đã, thì anh em lại càng khổ đau hơn nữa. Do đó chúng tôi tùy anh em có thể giải quyết cái tình trạng của mình, chứ tôi không có dám nói gì hết. Còn nhưng mà lúc đó rồi cảnh sát, lực lượng cảnh sát của chú là có lúc đó có còn phải giữ trật tự cho người dân, hay là lúc đó chúng ta không còn cách nào có thể giữ gìn tình hình trật tự nữa? Chúng tôi Bộ Chỉ huy vẫn còn, các quận các nơi vẫn còn liên lạc. Và thứ hai nữa, ngay cái buổi hôm đó là buổi chiều sau lệnh đầu hàng, tôi cho anh em đi về, thì tôi đã vô trong tòa thánh Cao Đài. Và trong tòa thánh Cao Đài tới 9 giờ tối tôi bị bắt cùng với vợ tôi, hai vợ chồng nằm xà liêm luôn từ lúc đó. Wow, dạ như vậy đó thì còn thưa ông Phạm Kỳ Nhân, lúc đó đó là bác đang ở đâu và tình hình ngày 30 tháng 4 của bác như thế nào? Thưa toàn thể đồng hương, lúc đó thì chúng tôi đã vào trong trại tù của trại cộng sản rồi. Chúng tôi bị bắt ngày 18 tây sau khi cái mặt trận Phan Rang bị vỡ. Và chúng tôi đó là chú đã bị bắt trước ngày 30 tháng 4 lâu tù binh, lúc đó là chúng tôi là tù binh ở tại miền Trung rồi. Như vậy đó thì lúc đó là bác ở trong tù, bác có nghe được tình hình ở bên ngoài là chúng ta mất miền Nam không? Có nghe, giờ Việt Cộng cho nghe radio, để radio lớn cho nghe cái lời tuyên bố của Dương Văn Minh. Thời chúng ta thấy là thôi rồi, chế độ chúng ta đã chấm dứt, nhưng mà chúng ta còn hơi thở. Ở hoàn cảnh nào chúng ta sẽ tiếp tục con đường đấu tranh trong tương lai vậy thôi. Dạ, con cảm ơn hai bác rất là nhiều với lại những câu chuyện của hai bác và những cảm nghĩ của ngày 30 tháng 4 để chúng ta có thể hiểu thêm những thế hệ đi trước đã trải qua ngày 30 tháng 4 như thế nào. Nhưng mà thưa bác là lúc đó là bác Ngưu là gia đình của bác sau ngày 30 tháng 4 thì ra sao khi mà bác và vợ của bác là coi như cũng đều bị bắt phải không? Hai vợ chồng bị bắt. Còn con á, thì phải đưa về với Long An ở với bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại nuôi. 4 năm trời sau vợ tôi được về và vượt biên. Còn bác thì vẫn bị ở trong tù tiếp. Ở nằm xà liêm cho tới dặn sau này ở tất cả là 17 năm. Rồi cần thưa ông Phạm Kỳ Nhân là bác ở trong tù bao nhiêu lâu ạ? 8 năm và khi bị bắt tới cả năm sau mới liên lạc được gia đình. Ở gia đình tưởng đâu lên bàn thờ, lên bàn thờ rồi. Thành ra cái mặt trận Phan Rang khi bị vỡ. Và đó là tất cả những số phận của những con người trong ngày 30 tháng 4 của nước Việt Nam của chúng ta. Và sẽ còn nhiều mảnh đời như vậy để mà chúng ta có thể lắng nghe những câu chuyện của họ trong ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi phần phỏng vấn của chúng tôi. Và con cảm ơn hai bác. 38 năm qua, bài viết này năm 2000 của thành phố Santa Ana và chị Thái cũng đã có mặt hôm nay dành cho một người trẻ. Và hôm nay chúng ta đến đây tưởng nhớ về ngày 30 tháng 4 cùng với cộng đồng, thì chị nghĩ chúng ta học hỏi được gì ở cộng đồng chúng ta trong những ngày này thưa chị? Thì thấy biết rằng là cộng đồng chúng ta phải học về cái lịch sử và cái điều hy sinh của người lớn tuổi, người chiến sĩ đã vĩnh cho miền Nam ở Việt Nam. Và thứ hai nữa, mình không có thể nào mà quên cái mấy cái câu chuyện và mấy cái điều ăn học của cộng đồng chúng ta.
Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có gặp rất là nhiều các bác, đặc biệt là các thầy chú trong Liên Hiệp Cộng Hòa. Chị muốn nói điều gì với họ, những người lính đã phải nói là hy sinh rất là nhiều ở trong cuộc chiến tại Việt Nam hiện nay. Dạ, thì thấy thứ nhất là muốn cảm ơn và thực sự là tạ ơn cho mọi người đã ủng hộ cộng đồng Việt Nam và mấy người chiến sĩ đã hy sinh một cuộc đời và của họ cho nước Việt Nam. Tại vì Thái tên là Thái, tại vì mình sinh ở bên đảo bên Thái Lan, đi vượt biên chung với cha mẹ. Nhưng mà nếu mà không có mấy người chiến sĩ này là chắc là Thái không có cơ hội này rồi. Và Thái hy vọng là trong tương lai mấy thế hệ trẻ giống như Thái và trẻ hơn nữa có thể học về mấy cái điều quan trọng này để đừng có quên. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi nói chuyện với lại Tránh Lục Xuân Quận Nam, anh Hứa Nguyễn cũng đã có mặt trong buổi lễ tưởng niệm Quốc hội 30 tháng 4 năm nay. Anh là một người đã trải qua ngày 30 tháng 4, đã được cứu vớt trên một chiếc máy bay để bay từ Tân Sơn Nhất qua đây. Có lẽ anh là người hiểu hơn ai hết cuộc chiến này nó đã như thế nào. And I can so it changed your life. Yeah, I think today's a very sad day for our community. 49 years ago, I can't believe we lost our country. And it's amazing how we come together and commemorate this big day for our community. We lost so many American soldiers and South Vietnamese soldiers. And so it's important we continue to share the history of the 49 years since we lost our country. So it's an honor to be here today with our community. Dạ, vì rõ ràng là anh Hiếu Nguyễn nói là đây là một ngày rất là đặc biệt và không thể chấp được là 49 năm qua. Và cuối cùng chúng ta đã mất đi Việt Nam và đã có rất nhiều người chiến sĩ của quân lực Hoa Kỳ, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau đây để mà nhớ về cái ngày đặc biệt này. Kính thưa quý vị, thương tâm thay là những người con gái Việt Nam. Có những người đã không còn có cơ hội nhìn thấy được hai chữ tự do. Trong ngày hôm nay, với biến cố đau thương của 49 năm, không phải chỉ tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh, mà chúng ta cũng tưởng nhớ đến những oan hồn, oan kiên là bỏ mình trên đường bộ hoặc trên đường biển. Chúng tôi muốn mượn nơi này để gửi đến quý vị một tiếng hát là biểu tượng cho sự tranh đấu dân quyền ngay tại chính quê hương Việt Nam. Anh sẽ đến với chúng ta qua nhạc khúc Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn. Tiếng hát của nam ca sĩ Việt Khang. Of sacrifices, trauma, tragedy, and yet they live with them, they instill in them the idea of hope wherever they go. For the word of freedom, that is why we are all here today. And we'd like to introduce singer and activist Viet Khang for the song Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn, or The Vietnamese Woman on the Road to Refuge. Thank you. Tôi chân thành chào tất cả các cô chú bác các anh chị. Thưa quý vị, trước khi hát bài hát Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn mà Việt Khang mới sáng tác cách đây khoảng chừng hơn một tháng, bài hát này dựa trên lời thơ của chú Tố Thư. Chú kể cho Việt Khang nghe là vào khoảng năm 1981, lúc ở Houston, lúc bấy giờ là rất là ít hàng quán của người Việt Nam, thì năm 81 chú thấy có một cái quán cà phê của người Việt Nam mới mở, thì chú Tố Thư chú vào trong quán gọi ly cà phê, và cái cảm giác gặp người Việt Nam, gặp người đồng hương trên xứ sở tự do, chú rất là xúc động và có nhiều tâm sự. Thì chú Tố Thư có tâm sự với lại cái cô chủ quán, thì cô chủ quán cho biết là cô là một thuyền nhân, và trên đường vượt biển
cô đã trải qua bão tố, trải qua nạn hải tặc, và cô đã phải trải qua những đau thương mất mát trong cuộc đời của cô. Nhưng mà cô kể cái câu chuyện này còn đau thương hơn là một cô gái đi cùng chuyến vượt biển với cô, dẫn theo đứa em trai khoảng chừng 8-9 tuổi. Thì trong cái trận bão, cái đứa em trai bị rớt xuống biển và mất tích. Thì cái cô chủ quán chứng kiến người chị gào khóc, và cái nỗi đau tột cùng của cái người chị mất đứa em trên cái chuyến vượt biển là như thế nào. Và khi vào đến bờ thì cái người chị còn cầm chiếc dép trên tay, chiếc dép của đứa em trai mình trên tay. Và người chị như một người điên đi lang thang dọc bờ biển để tìm xác em trai của mình trong rất là nhiều xác người khác trôi dạt vào bờ. Thì mấy ngày trời người chị đang ngồi thơ thẩn và không nói chuyện với ai, vẫn cầm chiếc dép của đứa em trai của mình. Và bất thần chị nhìn ra biển, chị nhìn thấy một chiếc dép còn lại của em mình. Thì chú Tố Thương nghe cái câu chuyện này, chú Tố Thương mới sáng tác ra bài thơ Chiếc Dép. Và Việt Thương có cơ duyên gặp chú, và chú muốn Việt Thương phổ thơ, phổ nhạc cho cái bài thơ Chiếc Dép này. Và Việt Thương cách đây một tháng mấy, Việt Thương đã phổ xuyên cái bài này và lấy cái tựa là Người Con Gái Việt Nam Trên Đường Tị Nạn qua câu chuyện Chiếc Dép. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết bao xác người trôi vật vờ, lang thang tìm em giữa biết bao xác người trôi vật vờ, lang thang tìm em giữa biết bao xác người đôi tay người trôi nhỏ nhói chỉ còn chiếc rẽ thôi, lang thang tìm em giữa biết bao xác người trôi vật vờ, lang thang tìm em giữa biết bao xác người trôi vật vờ, lang thang tìm em giữa biết bao xác người trôi vật vờ. Nhạc phẩm này thì làm cho cá nhân của chúng tôi nhớ tới chuyến vượt biên cách đây đúng 47 năm. Lúc đó là cũng là ngày 15 tháng 4 năm 1978, và sau 16 ngày lênh đênh trên biển thì gia đình đã vượt qua bao nhiêu là sóng gió, cũng như là bao nhiêu là cái sự từ chối của các nước rồi mới tới được đảo Kuala Tangga. Và lúc đó là cũng là ngày 30 tháng 4 năm 1978. Và tình cờ ngày hôm nay chị nghe là nhạc phẩm này làm cho cá nhân của chúng tôi nhớ 14 tuổi đã vượt biên cùng với gia đình đến bờ tự do. Cảm ơn vị Khang rất nhiều của bài hát rất là hay, để không chúc quý vị. Xin cảm ơn nhạc.